Mình chào cả nhà. Hôm nay trong cái video này Huy sẽ giải thích rõ hơn và giới thiệu rõ ràng hơn về cái chương trình chơi vui để cho Paul Talk, cho Điệp Khúc, cho Facebook, cho YouTube, Instagram, hay là mình đang nói là những cái chương trình chơi vui trên mạng. Còn nếu mà biết sử dụng nó thì sử dụng cho cà phê bar, cocktail bar, phòng trà để mở nhạc đệm cho khách nghe, phòng chờ đợi, phòng mệt, restaurant hay là những cái tiệm nails để mở nhạc đệm. Tại vì ở đây đã chia ra nhiều category khác nhau, giống như là mình đưa tiếng vỗ tay, hay là có những cái đùa giỡn đếm cười vui này nọ. 10, 9, 8. Hay là có những cái tiếng, cái melody ngắn, hay là những cái tiếng cười, hay là những cái effect giờ đêm, joke. Ok, thôi mình trở lại background music. Thì các bạn nhìn thấy nếu mà có thể lựa chọn được nhiều cái category này thì mình cũng có thể thêm vào nhạc jazz, nhạc blues, nhạc soul, nhạc pop, nhạc R&B, nhạc hip hop, trance, dance, techno, instrumental. Có nghĩa là mình muốn làm gì mình làm, nó phục vụ cho công việc của mình. Ngoài ra nó còn một cái YouTube ở đây để mà mình tìm nhạc. Mình không mở nha, tại vì nhạc ở YouTube mà mình đưa lên làm một cái video kiểu này nó dễ bị dính bản quyền. Nhưng mà để mình cho nhiều người biết được em gì ơi karaoke thì các bạn ở đây cũng tìm thấy. Hoa nở không màu karaoke các bạn ở đây cũng nhìn thấy. Ok, bây giờ nhạc ở YouTube là mấy bài hát mà các bạn mở karaoke thì hát, mở nhạc thì mới nghe, chứ nó không có tắt lời mở lời được. Trong cái online media server này là của mình, dĩ nhiên cái người mà xài chương trình này mình phải cho một cái account thì có thể vào đây lấy được cái account này để mà lấy nhạc được. Ngoài cái nghe nhạc tại chỗ được thì cũng có thể download được nhạc. Ok, có thể download được nhạc đó. Như ở đây thì các bạn nhìn thấy ở đây luôn cả số lượng nhạc mà sắp xếp rồi chưa sắp xếp, hoặc là nó bị trùng, chưa biết là của hãng nào thì trên dưới 30.000 bài. Còn mình có thể đưa một cái account nào đó khác, ví dụ như đây, ví dụ như mình đưa một cái account phim nha, mình đưa một cái account phim movie, rồi mình connect thì ở trong này sẽ là tất cả phim ảnh. Dĩ nhiên nói tất cả nó không phải là tất cả, vài nghìn phim với chất lượng MKV 1080p hoặc là 4K. Ok, đây là những phim cũ và mới. Rồi cái này là phim phim action, phim kinh dị. Còn trong này là phim hoạt hình của trẻ em. Tổng cộng cũng gần 300-302 phim đó. Okay. Như các bạn nhìn thấy Marvel, những cái superhero movies của Marvel, của Warner Brothers. Ở đây các bạn cũng nhìn thấy cũng đã có 100 phim rồi. Tới mình trở lại với cái phần karaoke nha. Mình disconnect và mình reconnect lại. Mình connect lại. Đó, như ở đây mình có thể mở thử
Mình không biết bài nào giữ bản quyền, bài nào không giữ bản quyền, nhưng mà ở đây nếu mà các bạn đọc được MKV thì nhiều bạn sẽ hiểu được là cái nhạc này là nhạc multi-channel. Ok, multi-audio channel có nghĩa là tắt lời, mở lời được. Ở đây có một cái chức năng download và một cái chức năng play. Double click là nó sẽ play, còn download nó sẽ download vào máy của mình. Do cái pad mà mình chọn ở trong settings này thì nó sẽ lưu lại trong máy để mà mình offline mình vẫn chơi được. Nó lưu vô bộ nhớ, nó lưu vào cái hard drive của mình. Sorry. Ở đây là cái local media là mình đã download rồi, mình đã download xuống đây rồi. Thì ở đây có thể hát được. Trong này có đống nhạc DTS, nếu mà mình cần mình đưa cái account thì có khoảng 10.000 bài DTS. Chất lượng DTS thật sự. Tại vì cái media player này hoặc là cái song collection này có thể play được hết tất cả dạng Blu-ray, 3D, HD, 4K, 8K, play được hết. Ngoài ra trong cái settings của nó thì mình có thể always open windows in a new window. Để mà mình dùng cái này, mình điều khiển một cái màn hình khác, cái màn hình thứ hai để mà đưa ra cái TV. Mình dùng cái này để mình làm việc, đưa ra cái màn hình thứ hai ra TV để mà cho bạn bè hát. Cái chương trình này có thể phục vụ mình ở nhà ca hát karaoke online với bạn bè. Có thể làm một cái quán karaoke, một cái phòng trà karaoke, hoặc là ca hát trên mạng dùng để livestream. Nó bao hết tất cả. Nó là một cái software cho Podtalk, cho Twitch, cho YouTube, cho Facebook, cho tất cả mọi người ai đam mê âm thanh, ai đam mê âm nhạc, ai đam mê ca hát. Đó là cái chương trình mà mình muốn giới thiệu, nay mai sẽ được ra mắt mọi người. Ok. Đây là cái settings chỉ để chọn cái playlist path, là cái folder nào mình lưu lại, cái folder nào để mà mình play nhạc offline, và cái folder nào để mình dùng để mà chứa những bài hát mình vừa mới download. Ok. Nhạc mình nghe, mình có thể dùng cái nhạc đệm này. Lúc mà vô nhạc, mình ngừng nói chuyện, mình có thể tắt đi, hay là mình hát, mình có thể tắt cái nhạc đệm này đi. Ok. Ngoài ra trong cái sound collection này nó còn có một cái setting. Tại vì có những cái windows nó hide đi cái loa, cái speaker ở dưới cái đồng hồ rồi. Cho nên cái bấm vào cái setting thì nó sẽ hiện được cái này, để mà mình lựa chọn recording device và playback device cho nó tiện, cho nó nhanh. Ok, các bạn nhìn thấy nha. Ok. Cái chương trình Sound Collection này sẽ ra mắt trong thời gian ngắn. Mình sẽ coi, sẽ nghĩ ra những cái hay hơn nữa. Ví dụ như thu âm để mà làm nhạc song ca, open những cái EAX settings để mà chỉnh reverb, delay, echo. Dĩ nhiên nó phải đi chung với SoundCloud mới có những cái đó, chứ không thể nào mà một cái chương trình làm được hết tất cả. Mình mong là nếu mà có ai đó có một cái sáng kiến nào mới, có thể chia sẻ với Huy để Huy có thể nâng cấp cái chương trình này lên hơn thêm nữa, cho nó hay hơn, cho nó tốt hơn, để mà nó đem được nhiều niềm vui hơn đến cho mọi người nữa. Huy xin ngừng tại đây. Mình xin chào cả nhà.